từ cuối tuần dưới tiết trời oi bức của mùa hè, chắc hẳn các bạn sẽ nghe tới một bánh kem mang nhiệm được không nào? Thành Phong sẽ bật mí cho các bạn một điểm đến vô cùng đã vào ngày hè. Bánh kem nằm trên phố Lê Lợi. Mỗi lần đến đây, Thành Phong rất thích thú với menu kem đa dạng. Các chủ quán nhìn hết thân thiện. Các bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy chân đến đây ở thưởng thức.